Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Hoàng Mai Gameplay. Thì đến với video ngày hôm nay sẽ không phải là một cái video fitlat mà là một cái video mà mình chia sẻ cho các bạn một cái mẹo trong game FIFA này. Thì các bạn có thể đọc qua tiêu đề cũng như là thumbnail của cái video này thì các bạn cũng đã biết là ngày hôm nay mình hướng dẫn các bạn thay đổi hình ảnh gì đúng không? Đó chính là hình ảnh đấu rank. Đây, cái con này đây. Thì thay vì các bạn để hình ảnh của cái con này ở trong cái phần đấu rank này thì các bạn có thể custom lại thành một cái hình bất kỳ theo ý của các bạn nha. Thì video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách đó. Thì nếu như bạn nào vẫn chưa biết thì có thể áp dụng theo mình. Trước khi vào video ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ đến với intro. Rồi, quay trở lại nha. Thì trước khi vào cái phần hướng dẫn thì mình cũng nói luôn là những bạn nào đang sử dụng FitLab thì không thể nào làm theo cách này được nha. Còn những bạn nào mà không có sử dụng FitLab thì bạn có thể làm cách này để thay đổi. Cũng như là các bạn cần sử dụng cho mình một cái phần mềm, đó chính là phần mềm Yashiver để mà có thể cài cái hình khác vào. Thì các bạn có thể download cái phần mềm này trên CS Play nha. Các bạn tìm đúng cái tên nó ra được cái phần mềm này. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mở lên và hướng dẫn các bạn cách để có thể thay đổi cái tấm hình đó nha. Ok, bây giờ mình sẽ mở phần mềm này lên nè. Sau khi các bạn đã mở phần mềm này lên, các bạn sẽ chọn trên này cho mình nha. Các bạn vào bộ thiết bị, các bạn vào thêm một Android cho mình, vào data. Tại đây các bạn sẽ thấy chính là com.dtt trong FIFA nè. Các bạn sẽ bấm vào nha. Và ở trong này các bạn sẽ chọn cho mình cho phần là file này. Sau các bạn chọn vào phần email cache nè, các bạn thấy không? Bấm vào. Và trong này sẽ có thư mục là 1.41, các bạn cũng sẽ bấm vào cho mình. Xong á, các bạn sẽ thấy đó chính là một cái thư mục, một cái tệp. Đấy, có tên là 3-378-786-750 nè. Thì tên của cái tệp này á, mình sẽ để cái phần mô tả video cho các bạn để bạn có thể tìm cái tệp này nhanh hơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành copy cái tên của cái tệp này nha, bằng cách là các bạn sẽ nhấn giữ nó này. Ok, xong bạn sẽ chọn vào cái phần là đổi tên. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành sao chép cái tên của cái tệp này nha. Thì đây là cái tấm hình mà file tấm hình mà các bạn cần thay đổi, đó chính là cái phần cái thằng cầm cây súng hồi nãy á trong cái màn hình đấu rank của các bạn á. Các bạn sao chép cho mình. Ok á, xong á, sau cái bước này các bạn quay trở lại với phần bộ nhớ thiết bị cho mình. Và các bạn sẽ vào đúng cái tấm hình mà các bạn cần thay đổi vào trong cái hình đó nha. Thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái tấm hình, đó chính là hình banner của mình nè. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành đổi tên của tấm hình này lại nha, bằng cách là bạn nhấn giữ cho nó. Ok, kéo dưới các bạn chọn đổi tên nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành xóa hết luôn cho mình nha. Các bạn sẽ xóa hết luôn cả cái đuôi .jpg của tấm hình nha. Các bạn xóa hết luôn cho mình. Xong các bạn sẽ tiến hành dán cái tên mà cái tấm hình hồi nãy các bạn vừa copy vào. Đó, các bạn nhớ cái tên này nha. Thì tên này mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn luôn, để bạn có thể copy rồi dán thôi cho nó nhanh, không cần phải tìm giống mình nữa. Xong á, bạn sẽ bấm vào OK. Rồi, như vậy là xong. Các bạn đã có một cái thư mục, một cái tấm hình này nè, các bạn thấy chưa? Các bạn sẽ tiến hành sao chép nó cho mình nha, bằng cách là bạn nhấn giữ vào nó. Đấy, các bạn chọn vào sao chép nha, hoặc là cắt cũng được, tùy các bạn nha. Xong các bạn sẽ quay trở lại bộ nhớ thiết bị này, vào Android, vào data. Tại đây bạn sẽ vào com.dtt.fifa nè, bấm vào nha. Vào lại cho mình là file này, email cache này, 1.41 này. Đó, tại đây các bạn sẽ dán trên này nè. Đấy, để dán cái file mà bạn vừa cắt vào, cái file hình hồi nãy đó, bấm dán nha. Rồi, tại đây nó hỏi các bạn là có thay thế hay không nè. Các bạn chọn cho thay thế cho mình nha, để nó chuyển tấm hình mà đấu rank thành tấm hình của chúng ta. Đấy, như vậy bạn đã cài thành công rồi. Bây giờ mình sẽ vào game thử cho bạn xem nha. Thì nếu như bạn xem mà vẫn chưa hiểu thì bạn nên xem lại một lần nữa giúp mình để có thể hiểu rõ hơn những cái cách mình làm để có thể làm cho đúng nha. Các bạn ơi, cho mình xin thêm 5 giây quảng cáo nha. Thì ở đây là mình có một cái ứng dụng, đó chính là FIFA Booster của MyGame Studio, dành riêng cho tựa game FIFA nha. Thì nếu như bạn mà không sử dụng FitLab thì bạn có thể sử dụng ứng dụng này, hoặc là bạn đang sử dụng FitLab mà cần một cái hiệu quả giảm lag tốt hơn nữa thì bạn hãy sử dụng kèm với ứng dụng này, nó sẽ có hiệu quả giảm lag rất là cao cho các bạn. Mỗi lần các bạn trước khi vào chơi, các bạn hãy mở ứng dụng này lên để cho nó chạy, nó sẽ giúp các bạn thể tối ưu được game, tối ưu được điện thoại, tối ưu được hệ điều hành, rất là nhiều thứ. Rồi nó mới mở game lên cho bạn chơi, nó sẽ giúp các bạn có một FPS ổn, cực kỳ ổn định trong game khi bạn chơi nha. Ứng dụng này các bạn thể download trên CS Play, tìm đúng cái tên là FIFA Booster, hoặc là bạn có thể kéo phần mô tả video này, mình cũng để link của ứng dụng này ở đó nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại này, bây giờ mình sẽ mở game lên cho bạn xem thành quả nha. Ok, chúng ta sẽ đợi nó lock game lên nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành vào phần đấu rank cho bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ bấm vào phần đấu thường này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây, cái hình đấu rank đã thay đổi bằng cái tấm hình này.
Thì nếu như các bạn thấy thích cái mẹo này á thì các bạn hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh, cũng như là một cái comment để lại cho mình biết là các bạn thích, để mà mình biết trong cái video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn có thể thay đổi bất cứ cái tấm hình nào trong cái tựa game này thành cái hình mà các bạn muốn luôn. Thì nếu như mà video này được nhiều like cũng như là nhiều comment, nhiều cái chia sẻ thì mình sẽ cố gắng làm video sau cực kỳ chi tiết cũng như là nhanh nhất có thể cho các bạn, để các bạn có thể xem và làm nha. Nhớ hãy chia sẻ video này lên trên mạng xã hội Facebook hay Zalo gì đó thì các bạn, để mình có thể có một cái động lực để mà mình làm tiếp video sau nhanh nhất có thể cho bạn nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn có thể custom lại tất cả các tấm hình trong cái tựa game này thành hình của bạn luôn, cũng như là những cái mẹo khác nữa khá là hay cho tựa game FIFA này mình sẽ chia sẻ hết cho các bạn. Thì nhớ đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo. Bye bye, nhớ là đăng ký kênh ủng hộ mình nha.